Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Hiệp dâng trong thánh lễ sáng hôm nay, xin cộng đoàn cùng hiệp ý với những ý nguyện cầu cho linh hồn Gioan Bautista, Trần Kim Quang, Phêrô Hồ Văn Nhất, Catharina Đào Thị Mót, Catharina Nguyễn Thị Mến, linh hồn Maria, Maria Lê Thị Đức, Maria Nguyễn Thị Cúc nhân lễ dỗ, Maria Phạm Thị Đông, cầu cho các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các linh hồn thân nhân và ân nhân và các linh hồn. Để cho tất cả những ý nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Ngài chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Thank you.
tin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người là đấng hằng sông hằng trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng, lối kẻ hiền theo là lối Chúa sang bằng. Vâng, lạy Đức Chúa, trên con đường thánh ý vạch ra, chúng con chờ đợi Chúa. Hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải. Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu, người bốn bể học biết đường công chính. Lạy Đức Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp, vì hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con. Lạy Đức Chúa, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm Ngài. Họ thầm thị với Ngài khi Ngài sửa trị họ. Như người đàn bà mang thai, lúc gần sinh nở, phải nằm quằn quại, kêu la vì đau đớn, thì lạy Đức Chúa, chúng con cũng như vậy trước nhan Ngài. Chúng con đã mang thai, đã quằn quại, nhưng chỉ sinh ra gió, chúng con chẳng giải thoát được thế gian, cũng chẳng sinh sản thêm dân cư cho mặt đất. Các phong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Này những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng, vì lạy Chúa, xương Ngài ban là xương ánh sáng, và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh. Đó là lời Chúa. Trời xanh Chúa đã nhìn xuống cõi trần. Lạy Chúa, muôn đời Ngài ngự trị, trải thế hệ thiên hạ nhất đến Ngài. Chính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Sion. Về tôi, Ngài lưu liên đã tường thành sụp đổ, lòng những xót xa nhìn đống tro tàn. Bây giờ chư dân sẽ sợ quy danh Chúa, mọi đế vương hoàng cầu quy kinh Ngài vinh hiển, vì Chúa sẽ xây dựng lại Sion và sẽ thực hiện vinh quang rực rỡ. Người đói nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng khinh thường lời họ nguyện xin.
Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết. Dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời, vì Chúa đưa mắt từ tòa cao thanh điển, từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đầy rên xiết thở than, và phong thích những người mang ngang tư. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trình thuật chúng ta vừa nghe quả là ngắn, chỉ vỏn vẹn có 3 câu. Và đây có thể gọi là, tạm gọi là phần kết thúc lời cầu nguyện mà Đức Giêsu thưa với Chúa Cha trong bài tin mừng ngày hôm qua. Và điểm nhấn chính yếu mà Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm qua tập trung vào một danh từ: những người bé nhỏ. Những người bé nhỏ là những người biết khiêm tốn. Những người bé nhỏ là những người biết nhìn vào chính những gì là bản thân mình để có thể nhận ra được họ là ai. Và cũng chính điều đó mà Đức Giêsu tiếp tục cho chúng ta thấy: để trở thành người bé nhỏ hay người khiêm nhường ấy, không đâu khác một mẫu gương tuyệt vời chính là bản thân Ngài. Anh em hãy học với tôi và hãy ở với tôi, hãy mang lấy ách của tôi. Tất cả những điều đó là cách thức mà giúp cho ai muốn trở nên nhỏ bé thì sẽ đạt được. Và chỉ những ai trở nên nhỏ bé thì mới có thể đón nhận được chính Cha của Thầy và cũng chính Thầy, bởi vì Cha và Thầy là một. Và như vậy chúng ta thấy xoay quanh vẫn là một chủ đề về mặc khải nơi Thiên Chúa, cụ thể qua con người của Đức Kitô cũng như giáo huấn của Ngài trao cho nhân loại, đó chính là hãy biết đón nhận và để Ngài ở lại với mình. Điều thứ hai, chúng ta hình dung trong cuộc sống này, có lẽ quý ông bà anh chị em biết về, gọi là về việc đồng áng. Con trâu để cho nó làm việc phải đeo trên vai nó cái ách để nó có thể kéo cày và cày xới đất để cho nó đủ tơi để rồi mới có thể gieo hạt trồng, để có thể cấy lúa. Tuy nhiên cái ách đó nó không hề nhẹ chút nào, nó phải có đủ sức nặng để có thể kéo, để xới được những miếng đất lớn
và đồng thời làm cho miếng đất ấy nó nhuyễn ra. Và chúng ta có thể hình dung Đức Giêsu khi nói đến cái ách, nó không chỉ đơn giản là cái ách mang tính chất vật lý, công việc lao động tay chân đầu óc, nhưng cái ách ấy nó còn là những thứ khác đè nặng tâm can của chúng ta. Và cũng chính điều đấy cũng là một nguyên nhân ngăn cản họ không thể đón nhận Thiên Chúa. Và cụ thể hơn, ách mà chúng ta đang nói đến đó là gì? Những thứ lo toan của cuộc sống này. Có những cái chúng ta lo toan đúng, nhưng có những cái chúng ta lo toan trở thành gánh nặng. Và đáng lý chúng ta cần phải vứt bỏ nó, nhưng chúng ta lại ôm và khư khư giữ lấy nó, và nó trở thành cái ách. Và cũng chính điều đấy chúng ta thấy được là nơi cuộc sống này dễ để có thể đón nhận được sự nhẹ nhàng, nhưng cũng không dễ để chúng ta có thể vứt bỏ những cái gánh nặng. Và đó là cách thức mà Thiên Chúa qua ngôi lời của Ngài Đức Giêsu Kitô cho chúng ta và mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài để có thể đạt được hay học được hay có được sự nhẹ nhàng và êm ái. Khi con mới qua Mỹ, nói đùa thôi nhưng mà con ngẫm thì cũng có lý. Theo văn hóa người Việt Nam chúng ta thì khi sinh vào năm nào đã có cái tuổi gọi là năm tuổi, đúng không ạ? Thế thì bảo khi ở Việt Nam thì có thể là có đúng cái tuổi đó, nhưng mà khi qua Mỹ rồi đổi tuổi hết thành tuổi con trâu, đi cày từ sáng đến tối. Và cái ách đó chúng ta thấy hình dung nó cũng là một cái thực tế cái trong cuộc sống này, nhưng cũng có những cái mang tính chất ẩn dụ, đòi hỏi chúng ta suy nghĩ, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm để có thể gạt bỏ nó ra khỏi đầu óc của mình, để cho nó nhẹ nhàng, để cho nó bớt căng thẳng, để cho nó bớt làm cho chúng ta khó chịu, làm cho chúng ta trở nên có thể nghỉ ngơi. Tất cả những điều đấy tùy thuộc mỗi người chúng ta. Và Đức Giêsu nói với chúng ta rằng chỉ khi họ biết chấp nhận, chỉ khi họ biết chấp nhận thì họ mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của chính Ngài trong cuộc đời này, và cũng chính Ngài đang song hành với chúng ta để có thể cùng chúng ta vác những cái ách ấy để giúp cho chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Amen. Lạy Chúa là Chúa Tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa là Chúa Tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ tội thay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và yêu ơi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, hội thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này, xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi người chịu chết. Với đức tin sống động, chúng con tuyên xưng người sống lại. Với niềm cậy trông vững vàng, chúng con trông đợi người đến trong vinh quang. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con nói chuyện Chúa nhiều chuyện và tuyên xưng Chúa sống mãi cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời
cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.